Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh đoàn Hà Trí Quang chính thức đón con song sinh đủ nếp đủ tẻ. Thanh đoàn Hà Trí Quang chính thức lên chức sau khoảng một năm chờ đợi. Cặp đôi khó diễn tả được cảm xúc khi đón con song sinh ca ca mùi mùi trên đất Thái Lan. Sau 2 ngày chờ đợi tại đất nước Chùa Vàng, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang chính thức lên chức cha ba khi đón con song sinh ca ca mùi mùi. Cặp đôi liên tục cập nhật tình hình của các con trên trang cá nhân, Hà Trí Quang và bạn đời xúc động đến mức không thể diễn tả hết niềm vui này bằng lời. Cặp đôi Hà Trí Quang Thanh Đoàn lựa chọn phương pháp nhờ người mang thai hộ để đón con song sinh. Thông tin thanh đoàn Hà Trí Quang đón con song sinh bằng phương pháp mang thai hộ đang được đông đảo công chúng quan tâm. Sau khoảng một năm chờ đợi, chi không ít tiền bạc, cặp đôi đã chính thức lên chức. Bé Kaka ra đời trước mùi mùi khoảng 10 phút. Trước giây phút thiên liêng ấy, nam diễn viên và bạn trai không quên cập nhật trang nhật ký đầu tiên của cặp song sinh. Bé trai chào đời khoảng 9 rưỡi sáng 9 tháng 12, bé gái chào đời sau đó vài phút. Nhận xét đầu tiên của thanh đoàn về hai con. Cặp đôi và khán giả hân hoan chúc mừng cặp cặp vàng. Cặp đôi khó có thể diễn tả niềm hạnh phúc này. Cặp đôi Hà Trí Quang thanh đoàn rất hạnh phúc thông báo tin vui tới người hâm mộ khi đón con đầu lòng với nhau. Tuy nhiên vì các bé mới chào đời, hai người thống nhất không công khai mặt bé. Chia sẻ với chúng tôi thanh đoàn cho biết nếu có chia sẻ hình ảnh của con tôi chỉ chia sẻ một phần không để lộ mặt đến khi bé đầy tháng hoặc thôi nôi tôi mới công khai với tất cả mọi người đến thời điểm này khán giả rất mong mỏi nhiều khi mình chưa thể hiện nhiều bằng các anh chị quan tâm mình bản thân tôi cũng muốn cho con thấy mặt vì con của mình hạnh phúc của mình mà nhưng nếu cháu còn nhỏ quá đợi cháu lớn một chút tôi sẽ cho mọi người có mặt Hai người thống nhất không công khai dung mạo bé, cặp đôi luôn đồng hành trong mọi chặng đường. Các bé chào đời tại đất nước chùa vàng hưởng dịch vụ tốt nhất. Hai trí quan thanh đoàn đoán con một lần đủ nếp đủ tẻ, dự tính đủ đường lo con đến trưởng thành. Hà Trí Quang đang tiến gần hơn đến độ tuổi 40, nam diễn viên hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cùng bạn trai và hai con. Bắt đầu cuộc sống mỉm sữa với nhiều bỡ ngỡ, anh và người bạn đời cố gắng cho các bé có cuộc sống đủ đầy, tự tay chăm con cũng như nhận được sự hỗ trợ của phụ huynh hai bên. Thanh đoàn Hà Trí Quang chuẩn bị phòng ốc tươm tóc cho các con, họ trông ngóng từng ngày cho việc lên chức. Chia sẻ với chúng tôi, Thanh đoàn cho biết cách anh nuôi dạy con. Mỗi người sẽ có một cách dạy con riêng. Khi con ra đời, mình sẽ dựa vào con để có phương pháp phù hợp. Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con cái sống trong môi trường hạnh phúc, thoải mái, không ai muốn con thiếu thốn. Nam diễn viên và bạn trai học cách làm cha, làm ba. Ba mẹ tôi cũng vậy. Làm vì con, làm cho con, mình nhờ được đức của ba mẹ, Đến bây giờ công việc ổn định, trôi chảy được khách hàng ủng hộ, con mình được chu toàn, sướng hơn mình. Khi con trưởng thành, tôi sẽ dạy con nhận thức được rằng để kiếm ra đồng tiền phải bằng sự nỗ lực, chính đôi tay của mình để con khởi nghiệp. Con có nền tảng rồi, con có thể học trường cao cấp hơn, được học trường quốc tế, học ngoại ngữ, sẵn sàng cho bé đi du học. Khi đã có con, tôi chắc chắn đủ kinh tế lo cho con của tôi đến năm 18 tuổi để con có thể tự lập Hai người hứa hẹn năm mới bận rộn với chuyện bỉm sữa. Đến nay, tổ ấm của Thanh Đoàn Hà Trí Quang đã thực sự trọn vẹn với nhà lầu, xế hộp và hai con song sinh. Mùa Tết này, không gian sống của cặp đôi thêm rộn ràng khi có tiếng cười trẻ thơ. Cả hai đã chuẩn bị toàn diện cho cuộc sống bỉm sữa. Khán giả hiện rất mong đợi những hình ảnh đẹp về ca ca muội muội, hy vọng Thanh Đoàn Hà Trí Quang sẽ sớm công khai diện mạo các con để người hâm mộ có thể cùng ngắm nhìn. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo